lễ hội truyền thống đình làng Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu hội tụ đầy đủ những nét văn hóa đặc sắc của vùng đồng bằng ven sông Hồng. Trong lễ hội còn bảo lưu những nghi thức tế lễ, rước nước đến các trò chơi dân gian, đặc biệt là trò chơi vật lầu mà chỉ có ở làng Quan Xuyên. Theo thần tích của làng Quan Xuyên, trò vật lầu bắt nguồn từ tình bạn sâu nặng của thành hoàng làng Quan Xuyên Vũ Quang Chiếu và tướng quân Phạm Công Nghi. Theo cái truyền thuyết thì làng Quan Xuyên có tổ chức lễ hội và vật lầu. Ngày xưa thì các cụ là tổ chức như thế để luyện quân, là để chống giặc ngoại xâm. Nên chúng tôi rất tự hào là quê hương chúng tôi có cây đa giếng nước Sơn Đình. Đó là biểu tượng làng mình Quan Xuyên, 35 lễ hội cổ truyền lưu danh muôn thuở mọi miền gần xa, vật lầu vật lão làng ta, Việt Nam chỉ một đâu mà có hai. Theo truyền thống, trước khi vật lầu thì tổ chức vật lão. Hai đô vật lão là hai cụ đại diện cho làng thượng và làng hạ. Gia đình song toàn biểu diễn những động tác võ thuật. Kết thúc hai kèo vật lão, các đô vật tham gia vật lầu sẽ lao vào lấy giải đỏ trên phố của hai cụ vật lão để buộc vào tay với hy vọng gặp điều may mắn trong khi vật lầu. 72 đô vật chia làm hai đội, làng thượng 36 người, làng hạ 36 người. Quả lầu có trọng lượng khoảng 5 kg, hình tròn, làm bằng gỗ mít sơn màu đỏ. Hai cụ tham gia vật lão trao quả lầu cho các vật thủ. Các đô vật xếp thành hàng nối tiếp nhau, chuyên quả lầu lên trên đỉnh đầu ra lỗ lầu. Hai đội ra sân xếp thành hàng ngang. Các đô vật chạy vòng quanh sân bắt tay nhau, vừa để trình làng, vừa để khởi động trước khi vào chơi. Sân vật lầu là một sân đất rộng trước cửa đình, có một lỗ lầu chính và hai lỗ lầu phụ. Bắt đầu vào vật lầu, mỗi đội chọn một người để xuống hố lấy quả lầu. Các đô vật còn lại của hai đội bao quanh lỗ lầu. Nếu phía làng hạ mà được quả lầu, thì tất cả các đô vật làng thượng dồn về phía dân làng hạ để chặn lại. Khi chơi vật lầu, các đô vật thường sử dụng chân đạp xuống đất làm điểm tựa, truyền lực qua lưng, vai hoặc mông cho người mình nhích dần lên, đẩy quả lầu về phía sân đội mình. Trò chơi vật lầu diễn ra trong 3 keo, mỗi keo kéo dài khoảng 10 phút. Đội nào đưa được quả lầu về hố đội mình sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, hiếm khi đạt được kết quả thắng thua, mà đa số có kết quả hòa. Lần thứ 7 tôi được vật lầu và lần thứ 3 tôi là đội trưởng đội vật lầu. Tôi rất mong muốn duy trì bản sắc văn hóa của quê hương chúng tôi bền vững mãi mãi. Trò chơi này thì nó vui là và tạo được cái đoàn kết, khối đoàn kết cộng đồng trong dân làng, giữa làng trên làng dưới. Trò chơi vật lầu trong lễ hội đình làng Quan Xuyên mang nhiều lớp ý nghĩa, thể hiện tinh thần thượng võ, rèn luyện sức khỏe, đồng thời gắn liền với tín ngưỡng thờ mặt trời của cư dân nông nghiệp. Nhân dân làng Quan Xuyên tin rằng năm nào tổ chức trò vật lầu thì năm đó cả làng sẽ làm ăn phát đạt, mùa màng bội thu. Chính vì thế, trò chơi vật lầu là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của dân làng Quan Xuyên, được các thế hệ tiếp nối trân trọng, giữ gìn và phát huy.